Chào tất cả anh em đến với kênh VN Gaming. Thì như anh em cũng đã biết, hiện tại trên thị trường thì Tốc Chiến vẫn chưa ấn định được ngày ra mắt và vẫn chưa có một bản game nào gọi là bản chính thức. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì Riot Games cũng đã mở một số khu vực để mà test bản beta kín của nó. Thì trong những khu vực đó thì có một khu vực ở châu Á, đó là Trung Quốc, thì họ cũng đã được thử test cái bản beta kín này. Thì sau một thời gian thử và tìm tòi, tìm kiếm ở bên đó thì mình cũng đã tìm được một video hình ảnh Tốc Chiến. Thì hôm nay mình edit lại cái video này để mà đem lên cho anh em xem thử cái hình ảnh của nó giống như tựa game Liên Minh Huyền Thoại mình đã chơi không, và nó có như mà anh em đã tưởng tượng, như cái nhà phát hành họ đã nói không. Thì ok, thẳng đây anh em nào mà quan tâm đến Tốc Chiến và Đấu Trường Chân Lý Mobile có thể tham gia group, link mình để dưới phần mô tả. Thì ở đó cũng có bay của kênh này, thì mình sẽ cập nhật thường xuyên tin tức trên group cũng như là trên bay của YouTube. Ok, tiếp theo là video, anh em cùng xem nhé.